Chào anh em nhé, hôm nay mình sẽ thử làm một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Đó là mua tai nghe trên TikTok nhé. Mình sẽ đặt mua một chiếc tai nghe Bluetooth trên TikTok với giá cả ship về đến đây nữa là 39.000 anh em nhé. Đây, nó có sách hướng dẫn, có cả tiếng Việt hẳn hoi, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Anh này. Đây anh em nhìn thử chiếc tai nghe 39.000 xem nó như thế nào. Đây là hình thức bên ngoài đây. Nói chung cảm giác cầm rất là nhẹ, nhẹ tênh luôn anh em nhé. Nhựa thì nhựa rẻ tiền là rõ ràng rồi. Với giá này thì không thể đòi hỏi chất lượng nó cao hơn được. Nói nhưng nhìn như là đồ chơi trẻ em thôi chứ không phải là một chiếc tai nghe anh em nhé. Mình nhìn mãi phát hiện đây là cái chỗ phát ra âm thanh của nó đây. Còn phía ngoài đây là có một nút bấm màu trắng này, có cái đồng hồ hiển thị này. Con này pin khá là trâu anh em nhé. Pin mình cứ để nghe vậy tầm khoảng hơn mấy tiếng rồi mà vẫn còn 100%, không biết là báo ảo hay báo thật. Mình mới nghe lần đầu tiên từ hôm qua thôi. Nói chung là cái nhựa này nó trơn. Thứ hai là về cái cảm giác đeo là mình đeo thử nó rất là lỏng lẻo và nó không có độ bám dính gì hết. Lắc vài cái là tuột rơi ra luôn anh em nhé. Nói chung là rất là tệ. Cái phần quan trọng nhất đó là cái âm thanh. Cái âm thanh thì quá là tệ luôn anh em ạ. Vì thứ hai nữa là nghe nó rất là đau tai và chói tai, chất âm rất là tệ luôn. Nghe nó cứ ồ ồ ồ, bật to thì nghe rất là chói tai. Mà ví dụ đeo cái này đeo thường xuyên thì mình chắc chắn một điều rằng là sẽ bị điếc một bên là cái chắc. Nếu mà mở bé thì không nghe gì, mở to là rất là ồn và nếu mà thường xuyên mà đeo một bên tai thì sẽ gây ảnh hưởng đến thính giác rất là nhiều luôn. Một trải nghiệm khá là đau tai và đau đầu luôn, chứ không phải là đơn giản. Nói chung là với giá 39.000 thì đúng là tiền nào của nấy thôi anh em ạ. Chỉ đeo cho nó trang trí chứ tốt hơn là nếu anh em thì mà không muốn bị điếc sớm thì đừng có nên mua những sản phẩm như này, chỉ phí tiền thôi. Quá là tệ luôn. Mặc dù nó kết nối được cả Bluetooth và có mic thu âm anh em nhé, đàm thoại luôn. Cũng rất là tiện đấy, nhưng mà về cái chất lượng âm thanh rất tệ luôn này, đây này anh em này. Nghe gọi rất tốt. Thời lượng pin cũng tốt, ưu điểm của nó là nó dễ sử dụng, nghe gọi tốt. Và thứ hai là thời lượng pin của nó rất là lâu. Tuy nhiên nhược điểm là đeo như không đeo, nó rất là lỏng lẻo luôn. Thứ hai là chất âm là quá tệ và ảnh hưởng đến thính giác rất là nhiều. Nếu là một người quan tâm sức khỏe thì anh em cũng không nên mua. Nói chung là một sản phẩm lỗi, sản phẩm lỗi công nghệ. Nói chung là trên TikTok bán rất nhiều loại này luôn. Đây này anh em nhìn nó rất là đẹp luôn. Đây này, đây nơi bán 21.000, nơi bán 23.000 đây. Nhưng mà thật sự mình không biết là họ sản xuất cái này ra làm gì mà đeo, nói chung là dành cho ai, chứ nếu mà cho người đeo thì mình nghĩ là chỉ vứt đi sớm thôi chứ không dùng được cái loại này đâu. Để theo anh em thì anh em có nên mua một sản phẩm như thế này, mà anh em nếu mua thì mua để làm gì thì anh em để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Chào anh em.